Ngày 28 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng đã báo cáo trước thông tin phản ánh của một gia đình sản phụ về việc sai sót trong thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Theo phản ánh, sản phụ N, T, B, N trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đến Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng sinh con vào ngày 18 tháng 10 và hạ sinh được một nhỏ xíu gái. Ngày 20 tháng 10, sản phụ đưa nhỏ xíu đi lấy mẫu xét nghiệm gót chân nhằm sàng lọc sau sinh một số bệnh cho trẻ. Tuy nhiên, Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng sau đó vào ngày 24 tháng 10 trả về thành tựu xét nghiệm nhưng có thông tin sai lệch. Tôi sinh nhỏ xíu trai nặng trĩu 3kg, tuổi thai 38 tuần nhưng thành tựu xét nghiệm thông tin là nhỏ xíu gái, cân nặng trĩu 3, 8kg, tuổi thai 39 tuần, bà N phản ánh. Bác sĩ Trần Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, thừa nhận phản ánh của sản phụ N là hoàn toàn chính xác. Theo đó, việc xét nghiệm sàng lọc sau sinh do Trung tâm Sàng lọc Sơ sinh Bonet Việt Nam là đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia đình thực hiện và trả thành tựu xét nghiệm. Bệnh viện Gia đình chỉ là nơi lấy mẫu. Ngay khi có phản ánh của sản phụ, bệnh viện đã kiểm tra quy trình lấy mẫu, liên hệ nữ hộ sinh trực tiếp thực hiện, cán bộ quản lý khoa sản, đồng thời trích xuất camera để tò mò sự việc. Trong ngày 20 tháng 10 có 11 nhỏ xíu sơ sinh được lấy mẫu máu để gửi đi sàng lọc. Cả 11 mẫu trên đều đúng của 11 nhỏ xíu theo quy trình. Tuy nhiên, quy trình phải viết tay cân nặng trĩu và giới tính của trẻ và tuổi thai của mẹ điền vào phiếu nên có một mẫu đã bị viết sai thông tin. Dù vậy, cả 11 mẫu đều được Bonet xác định là của 11 nhỏ xíu khác biệt và tất cả đều có thành tựu bình thường, bác sĩ Hùng khẳng định. Bệnh viện Gia đình cho hay đã xin lỗi gia đình về sai sót trên. Bệnh viện cũng nhận ra lỗ hổng trong quy trình và thực hiện điều chỉnh. Sai lầm này không gây thành tựu cho nhỏ xíu cũng như không thể gây ra hoảng hốt loạn tinh thần cho bố mẹ, ông Hùng nói.